Ở bọn NA này TH ha. Nó bắn kiểu nút nhà thủ thủ mà. Ủa mà ông không bị lắc hả? Tao thấy bắn mượt chứ. Tôi cũng lắc lắc xíu mà bắn cũng không được. Nam rồ tim nãy ngu nguyên cái sườn đòi trống lóc luôn. Quá trống luôn á ba, đúng là lại ngu. Chỉ có một team không? Ok ok, có M4 rồi. Đánh ra máy flash nhanh tôi. Không có súng nè bay. Rồi anh có máu chưa anh? Em có medkit nè. Gì? Còn nóc kìa. Khoan giết. Có thằng 7 không? Đâu à? Thằng này bắn vui vậy. Thôi, mình xa anh ơi, hết rồi. Mình không được mạng nào luôn. Có đàn 7 không? Đàn 7. Em 7 còn 40.99. Nghèo nha. Có sàn thôi. Xanh không?
đang qua. Ôi nó bắn nè anh ơi. Thôi đi, đi kiếm đạn cho nó bắn tí mình qua. Giờ bắn nữa là không có đạn bắn. Bắn không nóng ai kìa. Kỳ vậy. Bắn xanh không? Anh ơi. Thêm tí đạn. Ấy da, ấy da. Cái 4 dư nè, anh lấy không? Bên em đúng không? Nghe nè. Cái 4 dư ở đây nè. Đạn 7 rồi. Ok. 25 viên. Yeah, có đồ chơi rồi. Hai hai đi kiếm đạn 7. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Đi anh, đi anh, đi anh. Đừng xa bắn nữa, chui vô núp. Máu đi, máu đi, máu đi. Ê, có phết không cho tôi hết. Còn một cái phết, còn một cái phết để tí. Yeah. Có thằng chạy qua nè, có thằng chạy qua nè. Bắn cái kia. Nè, đâu nè, đâu nè. Lùm mấy. Khoan, tôi đổi 14 tôi bắn cái. Ông bắn AK nữa. AK nè anh, đây. Anh có đích 14 không? Cho em đi. Kia máu nước cho rền kìa. Rền thiếu á. Đủ hả? Lắc rồi. Thấy vậy ổn không à, ông? Ổn. Quá ổn luôn. Thấy lần ba thằng luôn. Kiếm cái đích 14 nha ông ơi. Ok. 10 nước nha, ai cần nói. Nước nè anh này. Nước nè. Ê bắn nước rồi, nè nước nè. Đây, đủ đâu rồi. Ngã ba. Ê. Một viên đầu rồi. Nghe trên đội hướng 120 anh ra này. Hai thằng. Nãy em thấy hai á, em rõ mấy nữa. Nhưng mà hai. Nó bắn hai bên đây nè.
đẩy đẩy bậy. À, không đẩy bậy đâu, tôi có cách. Ý da ngon nha, ý nó bắn với thằng bài tư bài tư. Anh lo hai thằng bả đi, tôi kè thằng mà tao chưa. Ủa thằng nó kê tôi bên kia rồi. Hai 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 tốt tốt. Không có chết rồi, không có sợ móc rồi. Bò xuống này, gán bò xuống đây anh ơi. Bắn đi, bắn liên tục đi, bắn liên tục, đừng để anh gạt. Ê, thằng kia chết cho ngã rồi. Rồi, 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 cứu được, cứu được. Rồi, lê rồi. Ủa, chưa, chưa, chưa. Thằng kia chết cho ngã. Ủa vậy hả? Bắn em bay đầu luôn nè anh Ren. Ờ, bay em bay vào đầu bay giáp luôn. Ừ, em thiệt mà. Cũng mà tư đâu vậy? Cứu kìa, cứu kìa. Chết lần hai rồi. Á, tụi này bắn nút vãi. Ép kẹp nè anh ơi. Khó rồi. Kẹp, kẹp, kẹp. Bỏ, không kẹp đâu anh. Bên đầu 300 rồi. Hết phết luôn rồi. Không có giáp, bắn lần, bắn mang viên mà tao giúp nhất à. Mà tụi này bắn núp ghê vậy ta. Kìa, đang chạy kìa, đang chạy kìa. Hướng N. Em bắn 2 viên mini rồi, bắn 2 viên mini rồi. Còn 2 thằng á, còn 2 thằng á. Lại đúng. Kê kìa nó nè. Mấy thằng này không tin được. Giờ nó chạy. Yếu chưa? Còn 1 nút luôn rồi, để đồng đội. Thấy à? Bắn nút. Ờ cho em mà hai thương. Em hết máu rồi. Còn nước thôi. Bo gần không? Ờ. Thằng đó chưa chết đúng không? Ngoài tư đâu? Dơ quá dơ. Không có đèn 7 sao bắn đây. Chơi nút không ta. Giáp em còn 48 lận. Thằng giáp 2 em chính qua nét mà không có bóng smoke nào luôn, chán. Anh mấy quả tí chim đi. Quả smoke có gì em cứu còn dễ.
có xe máy ở đây luôn nha. Qua wow, quăng em biến được 7 anh. Chi miếng nét nè. Còn nữa không? Chia 2 bình nè. Em 7 bình luôn. Ừ đúng rồi đúng rồi, trong nhà trong nhà. Yếu rồi anh, yếu rồi yếu rồi, nó yếu rồi. Rồi xong, tốt. Thôi nghe kịp. Cái bắn nó yếu rồi á. Anh nghe 7.1 hay là 5.1? À 7.1 nghe loạn mới cứt. Ấy một để nghe nhạc không à. Có xe máy bên trái. Cho 30. Chơi server này kiếm kêu hơi đã luôn. Ừ. Đã thấy rồi nó bắn ngu lắm. Mà thầy gặp thằng bắn hay rồi không khỏi phải né. Bắn kiểu trai hát á, nên à. Xong kia gì? Bo này mà còn 30 người. Xong kia vậy gì? Bích nông hơi nhỏ hướng ơi. Ok. Anh mấy kêu rồi? Em 7 rồi. Đây là em không có được mạng. Em nghĩ là ở đây chưa loot. Cái gì vậy trời, nó núp kìa. Nóc rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì mình còn ghi điểm. Gì vậy trời, chơi game kinh dị nha trời. Bắn xạ hơi bị nhanh luôn anh. Nó để bồ. Nó để bồ, nó không cứu bồ luôn, mấy này ác thiệt chứ. Như con mà. À, lên lầu ngồi trong góc. Thôi sợ quá, giờ không dám lên. Ở đây, từ từ. Thôi hỏi đi. À. Ôi để một phết trên đây nè. Một phết dưới này nè này. Lúa đây, lúa đây, lúa đây, lúa đây, lúa một phát đây.
rồi. Hay quá. Độc quá. Pha đó, đó. Ủa ba thằng luôn kìa. Nguyên luôn mà. Lỗi tôi. Để nhảy qua chiếc xe đi. Không anh Venom đâu. Thu ma vô không em? Ông này bao nhiêu đô vô mà mua được cái skin nó gì? Skin gì không? M4 vàng á. Sao không biết tôi mua? Thấy anh ông chụp kìa. Đâu? À kia nhờ người ta nhượm phải không? Chị thấy ông mua chị. Mà nó đề giá chưa mua không? 10 đô á. Tôi đặt 10 đô giờ thiếu 60 đồng. Mẹ nó. Chị cách có cách chuyển wallet không? Tôi còn dư 6 triệu wallet. Mua lắm vậy? Để nào xài đạt tôi 297 mới mở mà kẹt. Không có chuyện không đâu. Sắp hết game rồi không? Qua giờ bắn chai hạt thôi. Bắn với tụi. Không, pha đó em, anh biết sao không? Em tưởng thằng đó xa, em đẩy là em nhảy qua cái thấy nó ngay gần. Nghe tiếng chân rồi mà lúc đó lỡ spay rồi. Vâng nè không? Đúng rồi không? Đúng vừa cứt. Anh biết biển Vagestan đây không? Bởi mới đi xong. Mà biển đen lắm. Chứ nó không có bởi xanh như người ta giới thiệu hả? Không, tùy chỗ không? Ông đi Hawaii đi, rồi review. Cho tôi tiền. Đẹp không anh? Tại sao không chết? Nhảy ra ngoài rồi. Ê. Nhìn nó trước mặt rồi. Mày bị điên à? Đây nè. Nó bị điên cả hướng. Đây lê rồi nha. Mày ăn chết luôn đúng không? Lầu trả con chị ngoại giáp 2 thạch rồi.
Mày muốn lấy cái 4 không? Có skin AK Lori. Mà đét hả? 10 cái nè. Có holo đét đó vô không? Kia 5 cái. Cái holo không? Lấy. Con cái hả? Ủa. Chỗ này đi đâu bỏ bạn bỏ bồ hết rồi tài. Tôi mang cuộc quanh mấy đứa bèm. Anh bắn gì vậy? Ủa, hết. Hai cuộc bảy luôn. Được, nó còn xa. kinh dị quá. Viên tôi nóc chưa? Chưa, còn cái này nè. Ui. Tôi kê à. Kiếm tí đạn anh. Hết đạn rồi, hơi lắc. Ơi, hết hồn. Có dư một bình nước nè, còn đúng bình nè. Ai lấy không? Lấy. Đau. Ngoài cửa. Mình tỉnh. Nó gạt ông kia rồi. Không biết sao mỗi lần ông bị gạt tôi vui lắm. Nhiều 176. Ok. Đây. Thì được rồi. Đâu. Đồng phết đi. Anh em đi chết. Lắc kìa. Cấp 6 dư nè này.
Tôi mà 4 lần em. Bảy 200 chiên. Cái what the fuck gì vậy? Nó bắn không trúng hết luôn kìa. Cái gì vậy? Ôi nhảy quá, lúc này nhảy bắn dính hết luôn kìa. FPP được không? TV cam quá. Cam mà. Trời ơi đông. Mấy nó có vô. Rồi chúng hết rồi. Dạ. Hai ba bốn. Ba team có hai mà không nó vô hồi giữa hết rồi.
cho anh Đông nha ra. Cho giết, đừng cho giết. Hai đông lắm. Chịu rồi, bắn 2 GF, 2K không chết. Một thằng nữa. Hết đạn, có 10 viên rồi. Ok, nhớ quay lại đó. Bò đi hướng, ngán bò đi hướng. Rồi, xong. Delay quá à. Vô cửa bị văng ra. Trời ơi, bắn vậy nó không chết kìa. Cháy nha. Tại TV đi. Ba men TV đi. Ba men khó lắm. Hết ván nghỉ nha ông. Ờ, sớm vậy? Đi công chuyện rồi. Ờ. Ông bắn giờ mấy giờ cố định tôi biết tôi on. Ờ, nào, tôi on nào cũng được đó. Nhắn tin Facebook hoặc Discord tôi là tôi trả lời Discord tôi hay. Vô. Ok. Nhưng không có Facebook tôi mà đúng không? Không, không có. Ý tôi gửi vậy. Ông chơi mấy nhà hay là chơi net? Mấy nhà ông ơi. Thoải mái. Gia cho nhà. Hai team. Mà bộ không có. Sao cứ quay dù hoài không được ta. Mà bộ không có luôn. Trong đây này. Thấy à. Trên
Tôi giết team rồi đó. Còn mày có thằng tầng tôi giết rồi. Tôi bị delay quá. Thôi cho tôi đèn 7 đi. Cho tôi bớt đèn 7. Nè ông bắn đèn xanh đi. Tôi bắn đèn 7 cho. Tôi bắn hết đèn 7 ra cho ông chưa? Hết rồi. Tôi tưởng 90. Ủa sao ít vậy? Nè thấy đông lắm á. Ở ngoài rồi. Ở trên lầu nè. Nè nghe cho tôi nè. Ok ok. Chưa đâu. Kia mà. Đó nói mà. Nè tôi thấy nó rồi. Thằng 7 nè bắn nè. Thằng 7 nè. À đưa thằng 7 nè. Ok cảm ơn. Nè nè nè. Thằng 7 này không? Tia nhanh nhờ. Cái gì delay? Bắn san thôi. Muốn chết sao khó quá vậy? Ủa nãy đại số 8 thằng lắm mà ta. Tôi giết 2 thằng chết luôn á. À, có hàng đua SWAT. Tôi kia đua SWAT. Hai hàng lần chết luôn. À nó bắn ngoài chuồng ngựa nè. Bỏ luôn. Chỗ ông có gì chắc chắn luôn. Đố chưa? Không. Không biết tôi không dám vô. Rồi vô loot. Thôi loot rồi. Đúng luôn đúng. Thôi chuồng ngựa nó lút rồi nè, chuồng ngựa bắn lộn nè. Ui ông ơi, đứng dưới lầu tôi. Ui tôi vừa chạy ra giữa thấy tôi thấy mũ hai nữa rồi. Đề bộ vô, đừng giết. Giết này thôi, để anh kia lại. Thôi giết đâu. Top. Bay dép 3 tôi luôn. Mấy này. Tôi Việt Nam mà. Kỳ vậy ta. Tôi Kevin Việt Nam mà. Yeah. Nãy nghe nói tiếng Việt. Quá vậy. Tập này năm hay kìa. Xong không chat lại chửi nó. Chửi gì không? Giống mấy anh chị Châu. Tôi đèn 7. Tôi không có lấy đèn 7 em ơi, không có đèn 7. Okay. Đèn xanh không à? Hai giùm có nước không? Ai có nước không? Nè. Không có luôn. Ok, cảm ơn. Thấy ra nửa tiếng rồi giờ nó mới ra. Còn cái tay cầm không? Đang đứng lút trên đồng luôn. Vô. Tay cầm nè hướng. Quay tôi đưa cho. À. X6 nè. Cho tôi thấy AK. Ngoài đây nè. Chỗ này kém nhà mà mình đi lo vải ra.
có nón nữa kìa Suna. Còn ít nhất tiêu nữa, tôi có 10 con đét nè. Chính nón kìa Suna. À nón. Ok. Chúng ta còn mấy nón bộ đồ. Nón 2 nè. Với tầng á. À lấy à. Giáp 3 mới hơn xíu nè. Còn lấy đàn 7 không? Đâu giáp 3 hơn xíu đâu. Cho tôi nè. Giáp 3 100 vẫn ngon hơn giáp 2 nguyên. Rồi tôi mới nhặt giáp 2, giáp 3 mới không? Cái độ bền của nó là cái để chuẩn bị bể. Cái châu á, cái độ châu của nó nè, nè đây nè. Hết người rồi. Tôi nghĩ còn không? Còn á. Tuyệt người, giờ tụi nó nấp nhà biết làm sao. Tôi sợ quá à. Tuyệt người. Sợ mấy thành phần nó lắm. Đây để tôi đi cao tờ đi. Bóp càng, tin tin. Hai phút sau thấy ông lên bảng. Chuẩn bị. Năm bảy thằng. Không thấy ai. Rồi tụi này giờ có máu chai hát hả? CVC là giờ này còn chừng ba mấy thằng. Còn đông quá. Đi kiếm tí máu rồi. Tôi 4 băng đét 4 nước. 10 băng. 10 băng đét. Ờ một phát đầu tiên trong đời tôi rồi. Ngon quá. Đi đi. Tôi một phát. Quá là đi được rồi. Kiếm cái phát trong kia kìa. Đi 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 đi, tính luôn nè. Đi đi đi, xuống đi. Đỡ 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 tôi ông ơi. Đỡ đượt tốn nước nào à. À, có bốn bình bốn nước trước mặt ok thánh gần à, cho tôi đi để thánh này cho tôi tôi canh cho không AOG hay mà em chính AWM AWM nhường luôn à, thôi không được quên tôi tưởng tôi có cao rồi. Chắc cô ôm gì? AWM đó. Cao, AWM. MK14. À, tôi AWM hoặc Roja. Tôi đáng giáp 2 chồng. AWM đó. Tin tôi đi. Em lụm giáp gì nữa. Bây giờ giáp 2 chồng ai cũng lụm lụm đi. Mày có thằng bắn ca kìa. AWM. Roja, ngon, để tôi bắn nha. Roja mà. Lấy giáp. Ba lô ba. Đây ông ơi. Nó vô, canh thính. Dấu xe đi. Ôi, có xác nè. Dấu chiếc xe chất đấy. Giấu gì không giấu vậy ba. Thôi đi luôn đi, đi giết con ca nè. Có ai giấu đâu, à, không có ai đến đâu. Ba thằng giáp ba rồi đó. Cố lên. Đi lên. Thằng nào bắn tim mình cũng nản lắm á. Roja có gắn được combo không ta? À, hình như không. Nó ở đâu
Ai biết. Không dừng anh là chi á. Chết. Đó đó đó. Thì nó bắn, nó bắn, nó bắn á. Hướng năm nè. Đây thôi.
Undeafened. Unmuted. Lên trường. Cút. Muted. Unmuted.
Ôi, nó bắn cho thấy sấp mặt. Chứ đừng nói là tôi bắn. Như tôi còn được đi ra mấy vòng, thi đấu mấy vòng trong nước rồi ra nước ngoài, ra khu vực, ra Đông Nam Á, khu vực để bắn. Chứ còn sờ đao làm gì ra được Đông Nam Á mà bắn. Tụi gì? Nhờ nhưng mà không có được cái súng snip nhờ, cầm mỗi cây này chán vãi. Đúng rồi, nhưng mà được cái là sờ nó kiểu như là bắn thì bắn hay nhưng mà nó cũng chết bình thường à. Vẫn hẹo như thường, vô giải hẹo sắp mặt. Không vô, tôi coi 8 trận match nó bắn ở trong cái livestream á. Tôi ngồi tôi coi á, tôi ngồi tôi uống nước, tôi ngồi tôi coi. Mà nó toàn chết thôi. Xong mình nghi ngờ mẹ thằng này phải sờ rau không hay như nào đây. Biết là phải sờ rau không nữa. Nhìn mặt nó ngu lắm mẹ. Lúc nó chết mặt nó đần ra. Nước thì rõ nhiều lon, 9 lon nha, mà không có một cái phất à. Người yêu mình giàu lắm mấy bạn. Nãy nó đã cho mình 50k. Bây giờ trận này mình top 1 đấy, đã cho mình 500. Mới nhắn tin cho mình xong. Kinh quá. Mong sao cho mấy thằng trong game bắn cùng một tí để top 1 để 500. Đấy được 500 phát là mình off stream luôn, không bắn nữa. Đấy, coi như hôm nay đủ rồi, thế thôi. 500k. Ok anh. Trời, nó lộn hoài mấy vòng rồi. Rào 8 gì kìa. Đợi tôi mang đồ vàng cho nó chất. Đè rào. Rồi, còn ai không? Ok. Em mở cái nón anh được không? Ở đâu mà? Ruga tiếng nhẹ hơn sao, không nặng đó. Nó em giống như cái QBZ vậy. Mà thấy Ruga đâu giật đâu. Đâu giật nó đầm. Nó đầm.
team. Team này xui nữa rồi, gặp team này. Là nó lấy sạch mình sao? À, ông đáp nhanh vậy? Hát mà ông. Nó đáp tầng trên. Ôi, sai rồi. Nó SKS mình chậm hơn nó. Mini chậm SKS. Chuyển súng. Bự con mẹ nó delay quá à. Tên nó đổi server rồi không gì, lắc quá à. Ở đây hai người NA được phải không? Ủa, chưa gây đạn nữa. Ôi, ủa mình thấy, ủa, hôm nay mình bị lắc ta. Lấy, the fuck. Để tao, dũng một chén. Em anh hả? Yên tâm đi, chuyện này ba anh em biết thôi, không nói ai đâu. Đuổi rượt chó và cuối cùng mình thấy, ủa sao mình lắc nó ta, bất cứ cái này dạ em tôi phải để cãi chứ chơi chơi ba. Ủa ơi thôi công an cả thì em mặc đồ tu vậy. Cười mấy bạn đúng chưa rồi đấy, mẹ lấy ý nhỏ vậy đúng rồi, nhỏ thì mẹ như nhỏ đấy cũng giống à. Mụn mông xảo này em đi làm rồi, xin việc rồi. Dạ làm cho làm nhà hàng tìm trở lại công việc cũ này cũng ở anh này hả? À, chào hai anh nha. Làm chứ hết tiền này, không có tiền tiêu nữa. Ngày ngủ đếm chạy bò nhé. Làm sao để hết vậy? Cái mày bàn thì không phải hứ chơi được cái màn hình hình lỏa hứ thì vì hứ màn hình cái mẹ để họ tiền để làm anh mà gửi về vậy em cái bồ nợ tết là chứ em đi làm góp tiền tết là chắc là mua được đó, chắc là mua được thêm cái card hả. Okay. Em đang còn làm nhiệm vụ em liệt thôi. Em mà rằng được nhiệm vụ dễ thì em làm nữa. Bù hóa bao bổ nữa là cái kia. Em solo tụp 1 sẵn hốc con toàn tụp 2 mày. Mấy thằng nó bùi ghẹt cô lẻ. Cái game chứ bẩn. Mắt ta đã mù mau đấy, con nó bùi chứ. Mù ba bốn mau không phải một. Sánh lá với vang này. Xong tìm với là sánh dương này. Màu vang với màu sánh nhìn ra màu vang hết. Tìm không vậy? Có ở dưới, khu dưới. Nó chết rồi đấy. Qua khu giữa chung. Nói dài chấm qua. Một tím hay mấy tím nữa. Ủa, bây giờ ai mới đáp vậy? Dạ em mấy anh. Trời ơi anh.
À nó đỏ đó. Trời hình đi sơ chứ. Gặp ai chứ gặp dùng một kẹt là mới chóng nữa đó. Nó bên phụ trái tim này. Phụ trái tim đi chơi nó này. Ui giờ còn cái khu có nhà Doraemon á. Nhà Doraemon chứ nhà dài. Delay nữa. Thôi. Nó nhỏ thấy không? Nó to thế. Lạc quá. Ê nó nhảy kìa, nó nhảy. Bên khu mon. Trong nhà nhìn trước mặt nè. Nó xanh xanh, nó máy xanh. Giết xong thì nó mới. Mẹ nó. Khó chịu nha. Em AK à. Này em chưa xuống, em chưa xuống ra. AK đâu nè anh nè. AK đâu nè nè. Nhà em chậm á. Hết chứ. Hình như hết rồi, chết luôn. Hàng chết luôn kìa. Nhà em chậm thế mà. Anh ngu mau à. Đây này này. Đây này này. Tầng đây 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 AK. 16. Để em đi giải đàn đây. Nè nè, cái này cầm cái này để đi kiếm cá chứ không? Cá này khoảng bố này. Đó, cái này đây này. Đàn luôn này, đàn luôn này. Đó. Anh đi tay to cho anh cơm cá hề. Dư 137 viên đạn AK. Nếu anh có mỗi yêu nó đi ngạ. Đéo gì. Nói sao mình toàn lụm súng lục mà có đạn 7 không. Tình hướng rồi. Làm mà đây. Tôi đeo. Còn lấy nét được không? Thù, sư ca lái anh quăng mua rồi. Thâm. Ừ. Chó thì chó, không cho thối chứ toàn cái quăng này. Có, ok, mà bốn xin. Bằng đạn với cái đập. Mớ thầy mơ mới xấu quá, không thầy sơ cơ lại. Gì đó. Đó là. Anh quẳng đi mũ đi. Vừa nghe nó bắn. Đổi mini không anh Rành?
đây. Đây cho em đi. Hết ghét em chưa có phụ kiện gì luôn á. Nè lấy ăn 5 ông dục này. Ui tui 60 viên nè. Lụt đi na, nè có cột mơ. Giống như là lụt mơ. Bên bên nãy hả? Bên mì chứ mấy đồ ấy. Không chứ bên anh mới dư mấy đồ. Lành không? Ai tay cầm chết bát rồi được. Chết nám 42 đồ ấy. Bên đây à, đợi tí. Chết, đợi tí, đợi tí. Giờ coi thời tiết bây giờ thôi. Tối thì lạnh. Tối thì 27 độ. Không gọi là lạnh nữa. Nực á. SKS không cái phụ kiện luôn. Tôi tiếc là không có phụ kiện gì hết. Đá lát hả? Đá lát thì chắc nóng lắm hả? Chưa ra bao giờ đó. Đây là bạn anh à? Bạn anh cả. Ở bên tế cả. Anh. Cùng bàn. Đang đợi thằng anh qua rước mình chở mình đi vòng. Thấy đâu. Nếu em có yêu nói đi ngại đéo gì. Hello vậy. Hello vậy. Chiều. Hello. Cam cầu gì ơi. Okay. Cam gì mình là mình đi giết người luôn. Cam. Chửi anh luôn chơi đi. Đúng rồi, đổi súng thôi là bỏ cái phụ kiện. Đổi súng là bị à. Nãy em cũng vậy đó. Trên đôi này. Ê, nó cắn. Trên đôi này. Ủa nó giết ai vậy? Trên cái tháp nè. Tâm mi hôm nay nó có quăng bơm. Đó, nghe chưa? Thằng này giết bồ, thằng này giết bồ. Hai team nó bắn nhau trên này đấy. Tôi mới quăng hai cái bơm lên. Oan gai. Còn mới nốc mà. Bạn nó đâu? I don't know. Nó mới giết bạn nó mà. Kiếm nha. Giết bạn cũng bị hiện lên bảng đó hả? Đây. Con nhá. Có còn BR không? Lật qua. Còn xe bên câu hả? Có
có, nó chặn ngay giữa đường kìa. Đây, để scout vô. Chạy bộ lên đi, chạy bộ lên đi, chạy bộ lên trước đi, chạy bộ lên trước đi. Sao đâu, để em đâu, em dũng scout đây. Không, để một mình tôi scout được. Cắn lon nước, chờ chạy bộ. Uống nước đi. Chuyến đi lành, đi này lành, lành ít dữ. Nó có cam, nó có cam. Đây, nước nhịt này. Rồi anh. À, thấy à. Ui, độc quá mà. Đây đây. Sao sâu không có nữa. Sao kệ nó đi. Chuẩn bị gì bị gục. Ui giời ơi. Giết 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 giết. Vậy gì để bỏng à? Nè, cầm bé rồi nè. Mẹ, chặn nó gì? Em bị tốc biến này. Có cộp không? Mình cũng bị tốc biến. Vừa này không có đồ mà cam như thật vậy. Không có đồ mới cam á cha. Có thằng ca BSR nè. Kinh 4 ở đây như có ca sau lưng bắn nha. Bắn nửa xe đi. Tôi làm nhiệm vụ. Em muốn lấy. Có cốp không cho em cái cốp nào xe. Có cấp 4 này nè. Tôi làm gì hướng ra nha, lỗi xe ra. Đây, đi. Cái thằng LGVK90 ấy nó bắn kinh vậy, nãy giờ bao nhiêu thằng rồi? Đi khỏi đây được không? Thế vứt xe mình bên kia sao lấy sang được? Lon quá. Đấng chủng ngươi đó. Phớt không anh? Cho em một phớt. Đây, ba phớt. Tránh ra em làm mất. Một lần này đừng có bắn, đừng bắn. Làm mẫu cho đúng một lần thôi. Coi có ai bơi vào. Nếp nhiều này, nhặt bớt đi. Đâu? À, hay à. À, chỗ chấm bắn nhau. Sai vậy không? Net kết. Còn mình sao? Không nghe được rồi vậy. Úi. Con kia nó lên tít cả bên này kia nghe. Đi theo ông tế luôn không anh?
Hả? Có thiền thiền quá hả? 250. Thế rồi thôi. Ờ bộ tụi nói á. Chết rồi. Có bọn bên cầu này, bên cầu mắn này. Bọn bên cầu không qua được đâu. Giờ mình chỉ đợi lại và hưởng thụ. Có thêm thằng qua nữa kìa phải không? À không. Tuyệt á. Hết mẹ đèn xanh rồi. I don't know. Gì counter ra lướt xác thì gì? Toàn lướt nào. Tôi giết hai thằng bên đây rồi. Tôi sợ. Để cho đi lướt ké được không đó. Có cốp lấy cho em cái cốp nha. Chạy ngoài biển kìa. Đúng 290. Nó lấy cano. Anh chạy đi anh kia. Canh canh thằng cano cái gì. Thôi lừa cây. Đây là cái cây chứ mày ngươi à. Đây, ở đây máu em. Có cốp 6 nhặt em cái. Có cốp 6 nhưng mà không có được. Ờ thiền dưới cầu 2 chiếc luôn. Đẩy qua bên chi kìa. Giờ mình đâu làm gì được nó đâu. Chim có khác đã quá. Đang chạy bắn cái sọt. Thế là hai mạng. Không ai ba cậu hết gì. Thiền hết rồi. Hỏi. Để em đi lụt cái cốp sọt này nha. Anh kia lại đón em cái. Thế bà từ đang gạt luôn này. Ui thằng nào bắn. Yeah. Ra đâu mình chơi giải thật được. Đón em với. Ngay mà không sao đón hết được. Đón em đi, em xa lắm. Chạy không nổi rồi, bo vào mất rồi. Ủa xe 4 á, đằng cầu đâu? Bị ba xe kia chặn lại hết rồi. Hồn lắm. Bắn nổ ba xe kia, xe 4 đâu qua cầu. Này lên không chết cả lúa này. Bắn đi theo cầu đi kìa. Đây này. Chở rồi, tí nữa đón tôi với Duy. Đây. Ui, bo này nó giật này. Ơi, đây. Tôi bị delay. Đến xe luôn. Giật rồi đó. Đâu.
Để đi cán không kia luôn nhanh. Đứng. Khi không chạy vô ông được đâu, em cán nó. Chạy được. Được đâu. Quay lại đón là ok hay. Gì vậy? Đứng chết ba. Tôi mới làm gì vậy? Tôi cứu tên ông đó. Ông chạy sắp tới luôn rồi. Làm lại. Làm ơi. Kìa nó bắn kìa, trước mặt kìa. Cho chết đi. Đang lượm đồ không bắn mình được. Ủa nhà hả? Vâng vâng. Chờ nó gì? Từ không? Tôi sẽ trả thù cho ông. Tôi bị lắc á. Chết mẹ. Trời ơi. Nó ở đâu rồi? Con này chết đi con. Ôi 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 ôi. Top. Mẹ mày dám bắn bạn tao hả? Ông ơi, thằng đó AK sẽ lên mà nó thấy tôi quay đầu luôn nè. Chưa bẻ mũ ông mà. Quay mặt à, coi có bẻ đầu không? Nè. Bẻ mặt coi. Này thôi ông nhìn cái nón cũng được. À. Nè nhìn đi. Còn một viên nữa là bắt đầu. Thằng này chắc còn ngủ tôi. Mất tiêu cái silent luôn. Chết tư thế đẹp đó. Ui. À thiếu nước không? Đây có nước này. Đây. Đây nước này. Đây là người tù đút lót công an này. Đây, còn bịch nữa kìa. Anh cân nữa không? Hả? Bò đây còn 16 thằng luôn đó hả? Này. Đi bò. Đi bộ lên trước. Tôi cao tài cho. Em đi tốc biển này. Ghét trong quân sự giùm. Thì Seven nước Mỹ, Seven là ai vậy mà. Lưu quân sự không thấy. Chán quá, cứ tốc biến liên tục à. Thấy nè, khu nhà nè. Khu nhà nó đang bắn ai vậy anh? Bắn khu nhà, hai team khu nhà. Trong quân sự chắc còn đó nha. Chết kỹ. Trong quân sự ghê quá. Bo này còn tận 2 team. Tụi phải 220 đang chạy kìa. 220, 2 thằng kìa. Không thấy ông ơi. Không kiên rồi. Ông bắn ca kìa. Không kiên ở đâu rồi. Ừ.
cực yếu luôn rồi á. Yếu lắm rồi đấy. Ghét là rồi. Đâu rồi? Đấy, nó chết ngoài khu vực bo rồi. Còn 4 thằng trong nhà nữa là xong rồi. Nhà ngoài bo. Không có chỗ backup ta. Tôi có gốc cây rồi. Sợ ai? À, tôi có cái mỏm ấy rồi. Có ai... Em tích thôi sao này có thằng 5555 đây thì thôi ấy. Ba hàng nữa. Rồi ba hàng đó mình tìm rồi. Đứng đây kìa. Tôi đẩy qua gốc cây gần đó nha. Nó bắn em ra. Bỏ đi, đừng có đẩy. Đứng bắt ấp chung với ông với anh tôi đi. Nhà dài anh, thấy anh à? Nhà mê cung á. Thấy thằng đứng ở dưới nhà nè. Thằng chạy qua phải, chạy qua hướng bên anh. Đúng rồi, viên rồi kìa. Bò đốt rồi. Chạy toán loạn này, chạy toán. Chết rồi, thăm màu rồi. Kill. Có 2 kill à? 3 kill. Đừng slot cho anh Duy nha. Alo. Ngồi đi anh. À, server nữ á, cách chị em là không nhận ra. Mới tập 1 xong anh Duy rồi. Rồi cái mic bị rồi. Đúng mic bị gì nữa chứ. Sao? Nãy ra anh ra mấy kêu. Nghe chưa? Nghe rồi, nghe rồi. Vài nhiệm vụ khắm vậy. Để cho em đợi cái mũ cái đã. Bây giờ làm công an rồi. Nghe làm tù. Anh gì mới vào đây? Cosplay gì cả? À, ốc vô địch à? Hai người luôn, cái nồng quý nhau. Nhiệm vụ gì mà không được dùng hồi máu thì chơi sao được?
ba thằng nãy ngu à, bắn hai viên hết ghét chết hết bò luôn. Anh Thí ơi, anh chơi được mấy giờ? Cầm nick em vô bản top 1 cái săn hốc cái. Bạn được à? Anh đã đến nhiệm vụ nữa không? Thì bắt mới á. Anh toàn năm thì cầu cái gì toàn top 2 ba lần rồi đó không solo nhiệm vụ em dư là lạ đang làm cái này là phải bắn được mất bọn tê mất 200 đám này xong là con không để bọn tê bắn lại mình này xong con hết rồi đâu cần làm mấy cái khó đâu không. Xong bây giờ còn à cái gì nhỉ? Cái khó thì bỏ đi. Không không được dùng hồi máu. Làm lấy bộ đồ. Em định đổi tên anh dùng bản hay. Thì lại đừng nhắc nữa, có luôn rồi nghỉ thôi mẹ. Khuyến cho thịt đéo ứng. Để ứng thắng như lâu hơn vậy. Mày tên tôi không? Ôi, mày tôi với ca nằm chung nè. Anh ui, AK luôn nè. What the fuck. Em có, em lụm rồi. Anh có mời tư dư nè, ai bắn qua đấy. Chàng đi, chàng đi. Ờ. Ủa cái gì vậy? AK M24, AK M24 rồi K98 nữa. Có như có hình như không biết em không rõ nhưng mà em nghĩ là có đó. Ok em không thấy nhà giữa khu giữa nhà nào đâu Duy nhà giữa khu đầu nhầm nhà đèn xanh nè ai cần ấy là cái mời tư ấy nhà giữa khu đầu. Ở tầng dưới nữa. À hả. Nghe vậy xin luôn. Ba súng nằm chung chỗ luôn. À có 65. Đánh thành. Anh dư lên hay bắn con đi anh thế. Đổi liên tục. Đổi hoa mắt đi. Thì vừa thấy cái PUBG Việt Nam chứ mà. Còn bắn TBB là Duy? TBB được, mà tại nãy chưa đủ người. Sao ơi? BB mới lên tay được, 3 TB, tấm 1 chát. Nó đâm thẳng vô nhà mình luôn nữa. Đang tắt tiếng. Mày. Chơi nổi. Yếu rồi. Để nó đúng một thằng rồi. Thoát đây. Bắn đi. Hả? Ừ.
Vừa mở tiếng là tiện nghe tiếng chân. Vừa mở tiếng luôn. Người ta nói anh đang vào showbiz. VTV3 chiếu gì anh còn đéo biết. Ê Duy, nãy giờ em có để ý cái thằng XM kia không? Nãy giờ giết quá trời. Anh mua cả về núi đó đây chi? Cả chi đó? Bên tiền có cả được à? Cả tôi. Cả đây đó không? Cái bạn nghĩ cái sạc của thằng địch rồi đó. Thằng địch cơ mà. Chơi server này lag quá. Cứ bị tốc biến à. Anh có để lại đàn nữa.
chờ xíu. Đi tui nọ mà mình nghe như là thớ. Này ấy, anh em hầu mét kia cả kiểu này. Thấy không? Đàn mà còn đàn nữa em ít. Bó này giật cái bó này. Cái hai này. Anh mà để đồ hoặc anh mà để đồ không anh mà để đồ hoặc cáo mà bản mắt mới đồ anh thấy được người đó. Năm hết. Cái bận. Đừng game mà bắn lắm không? Cái game thì cực đoán. Nó lại xe đi anh. Xe bên phải. Còn xe bên cạnh em này, chạy xong xong rồi em này. Úi dẹt. Lên đôi rồi. À, bắt ký chứ. Chị lên nè. Chị dùng máu rồi. Nó chạy hết rồi. Nó có thằng ngã xe kìa. Xe tháo. Ôi, bị bản tên đây.
cá này, đàn này. Có bồn này. Có bồn này. Không. Đến chơi đúng không anh? Có bạn cả thằng bạn với mấy thằng tên nhung lắm toàn tường trốn này ui 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 quá đi mẹ rung rung bom mất rồi no đang định đổi bom này xem móc rụt mớ bạn kể là rung luôn đến vài đang đổi bom vậy. Bạn em tụp tụp lật năm xuống không kịp để chạy đây thành công á. Tốt 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 ạ. Để trái đi anh. Ngoài bo tí hồi chạy khó vậy nè. Nó để qua trái. Lấy cái G nè. Lấy cái G. Ui. Thôi thua. Ủa, ủa thằng này hát hả? Hát rồi hát rồi. À khen gì. Cái bọn mà tên V kép này toàn hack nhà bọn Trung Quốc. Giờ nó thuệ. Má mà anh toàn vui su không chịu. Đúng là bạn anh Duy. Quân nè, cái quân bộ ảo nè. Làm nhiệm vụ ẩn á. Em không biết màu nên màu xanh nhưng màu vàng. Em nhìn là ra màu vàng hết. À, làm nhiệm vụ anh. Tới 5 tiền trên bản đồ 10 nữa. Thì tới mẹ hôm qua bắn mười mấy tiền mà còn không được cái top 1 mà còn top 2, top 3 còn trốn. Mày thì lá. Mày thằng đi có 1050 à. Mấy tôi 750 đi. Anh về quê mất rồi.
Ủa thì hình mày hình cùng bố mày mà chứ mà hình về quê là em mượn chìa khóa anh. Thôi em thích ở nhiều người. Không thích. Em kiểu tình của em thoảng vào bọn tế hay lợi dụng. Em ở bao nhiêu thằng này toàn lấy tiền em tiêu. Đi làm từng mối. Nghe tiếng em rửa gì mẹ. Tiền em đi làm hẳn cùng đi làm. Tiền hẳn mua đồ áo. Tiền em đi ăn. Này. Thì đứa ơi, ở chắc cơ lanh. Nhiều nhỉ. Ở chắc thích mình chỉ mình. Lâu lâu có con em con ủ chìm. Đỡ phải đuổi. Hấp dẫn. Đẳng cấp không? Chỉ 3 năm chưa được thôi. Dạ. Số, anh số 3 bay đi đâu kìa? Bay ngược. Mẹ nó bị táp ra bị dính đó. Đến mức đồ mà đến mức bồ mà người yếu phải chín tha. Anh ấy tha em chứ em. Chắc đang buồn lắm. Ơ sao có thấy có thằng này? Solo số qua là chết vậy. Chết rồi con. Nó tầng dưới nha. Nó tầng dưới bên cho anh nè. Thấy. Từ đấy nó gạt, từ đấy nó gạt. Còn không, còn không? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Nè em máu luôn đi. Bắn nó 3 viên rồi đó. Alo. Anh kia hình tự. Hả? À về về à không về không? Mặc một thí đây. Bọn tên về à? Tao không về được. Tao mắc thí phải đi làm nữa. Mùng 5 tao thi xong. Mà về chi mẹ chơi nặng lắm. Về mẹ ẹ mới được. Tao không về vô. Rồi nha. Ô bọn đi hẳn ở Thái Nguyên mà lôi về nhà em chơi. Chơi về... tốt nha. Cho em đi. Mày nói chuyện chứ lùn được cái chí này. Ô có thằng trước mặt này. Chỗ Duy, ông Duy luôn. Trên núi gì? Sai. Trên núi còn đúng không? Kìa. Mình trái gì rồi? Trên núi đang chạy lên vậy. Duy. Nhìn bên trái cái Duy. Ui. Bắn ngay đầu Duy nó không chết kìa. Gì? Còn một thằng nữa, con thằng nó tới.
Rồi đi rồi. Mấy thằng nhóc. Bực nha. Cọc rồi đó. À, anh thấy thằng bên trái chứ. Không là không là anh dưới thằng phải trước rồi. Ê, anh đẩy thằng bên trái, thằng phải bắn đó. Ê, ê, màu đây. Đó em được đấy, em không được hồi phục. Ê, nước này. Dư hay có 4 trong sát của Duy vậy nha. Ê, ê, máu này anh. Máu có rồi. Địt về cái máy xịt lát nhưng mà vẫn sát cấp 4 được Duy. Em vẫn cấp 4 rồi. Ok, đợi xíu. Anh chạm anh chú ý đây. Vậy cái đầu lâu đấy. Đâu baby? Còn 70 mấy thằng cơ à? Trận này có về xe hát nhỉ? Sang phố xưa, xí à, chờ ra đêm tùng xí. Ui, có người, có người. Nhảy trước mặt tôi này. Bên trái đi thằng cỏ này. Đúng rồi. Rồi còn bạn nó bên chung cư bên trái luôn.
Mày bắn gắt vậy? Team trên đồi trước mặt mình. Team trên đồi hướng 5 này là team trên đồi hướng trái. Có bon hướng ẻ với kẹp cơ bản mơ với 6 bạch bạch này anh đây. Tới nó. Em không biết là mồm nữa nha. Ủa anh nhảy cái chỗ đó. Tôi. Được cái có là mỗi đâu không? Ai trên núi nữa kìa, trên núi hướng 310 vẫn có nè. Đến đâu anh luôn à? Chơi tí. Lên này. Lên nhìn phải đi nha. Thùng đỏ trước mặt tôi nè. Bo này. Bo xuống ấy em diễn nha. Ở đâu rồi này? Còn nhà gạch kia nữa, nhà gạch màu vàng bên kia nữa. Nó ở đâu anh ơi? Ở bên tầng bên kia nóc rồi. Chết à. Còn bên kia nữa, bên phải nữa, chứ nhà một chiếc mương màu vàng á. Kè. Còn trên đồi nữa, trên đồi hướng 32 còn có nha. Ở cái đồi đó, đồi hướng 320. Cái thằng trong nhà vàng nó bắn nốc ai kìa. Về công cao. Đi. Em đang chơi cấu nồi nữa đó. Chưa thay nó. Đây trong nhà đây. Vào anh ơi. Nó tầng mấy em biết đâu. Chưa nghe rõ, tầng 3 á. Chưa em về anh. Có nèm nệt đấy, tư tư ra. Một hai bạn đi. Chào ca nha.
còn bọn trên đôi nữa. Chơi server nên là em lạc lắm, toàn bị đi lấy à. Thôi nè, ai chịu con mang để em cử nha cho xong nhiệm vụ. Ôi đừng nốc nhảy ngầm đó. Nhưng mà tỉnh cái... Nhưng phải em phải giết được bọn mang nữa đây. Như chơi bò đấy. Dư cấp 6 rồi. Đây. Đó, cho em. Bên này nha, bên này nha. Có còn nước không anh? Cả cả. Em không được dùng máu, chị chắc được dùng được đấy. Anh cầm nó luôn chưa? Này cấp 6 này, cấp 6 này. Lướt rồi, lướt rồi, lướt rồi. Được rồi, đây rồi. Đi đi đâu về anh? Móc lên đồi không? Móc lên đồi bắn từ kia không? Đồi hướng 340 không? Trời nó. Đồi 340 nha, đồi bên trái nè. Đồi 25 cũng có con tim, trái có con tim luôn. Tôi trượt mạnh mình đây này. Ai có smoke không? Cho em quả. Đây là smoke này. Chuẩn bị gặp này, chuẩn bị gặp này. Từ bắn nha, để coi thử cái nào đứng gần. Tôi knock cho. Chạy lên cao xíu mà đứng thấp quá nên bắn chết đó. Cái xe sau nhà kìa. Nó chạy xuống lại kìa. Thấy rồi, ro mới biến lại. Thầy bên này, em bắn nha. Bắn đây. Nóc. Chứ hết bạn nó quay giờ. Để quay đây lấy xe nè. Duy ơi, mày biết anh đang chơi cái cạc bao nhiêu không? Lấy nước giùm nha, lấy nước giùm nha. Cái xe này. Còn màu thôi, anh lấy màu, em lấy cho. Ôi cần nước rồi. Màu đây anh xin này. Anh bắn súng chưa đó? Ồ, sai lăn này lấy không?
Nhảy trên mặt trên đồi luôn hả? Để vô bò cái à. Nó nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Chuẩn bị gặp nè. Đấy, xe chạy nè. Lấy xe. Còn chấm không? Chết, mày hết smoke luôn rồi. Anh nó bị bắn, nó bị bắn. Đi. Rì trái. Đời mày ở dưới này xấu lắm. Rồi thằng kia AFK hả? Khu nhà bên phải bắn nhau rồi. Trời xíu. Đuôi bắn rồi.
tụi em máu con hai thằng dưới đây chứ, mày tôi luôn. Con một. Mẹ hết máu luôn. Bắn căng vậy. Hết máu rồi. Nghèo gặp cái eo rồi chứ. Bắn anh bị clear luôn. Đâu? Để anh đổi máy cái nha. Má bắn cái nãy giờ em biết bắn cạn gì không Duy? Gì? 750T má vậy cứ. Đổi máy đi. Để em với anh này đồ trước chén thôi, tấm 1. Vô anh. Rambo nó on kìa, đi coi rủ nó coi chơi. Ủa, chụp một chén kìa. Tên khạc ra ấy. Đợi xíu em. Ok anh. Thấy ông kia, ông anh em bắt vậy được không? Mới tập chơi á. Em mới tập chơi thôi. Mấy nghìn giờ mà bắn vẫn ngu. Vừa mới 20 giờ nữa không? Nghe rồi. Anh Thế, anh ở bán mô đó. Cách xá. Anh còn bao nhiêu bán nữa?
Một máng là như kiểu một đảng riêng à? Một bang nó như giống như một cái một tỉnh á. Gần bằng cái nước không? Bự lắm. Đi ơi. Nhưng theo nhiệm vụ tuần 3 nó chưa mở nhỉ? Vô không được hả anh?
Thế à, vụ nữa là nhiệm vụ là được bệnh viện đó anh. Anh thế Nam anh lấy. Mời rồi đó. Mời đó, mời đó. Ờ, đổi FPP. Ông ấy giờ anh phải chuyển lên 1060 rồi. Em lấy cái màn hình của thằng nữ về phòng em ấy. Mưa như hành canh xòm em lắm mà thằng trò á. Cách cái cổng bên xòm mình bị mất điện. Thằng lôn mới chơi ạc, chơi sập ạc tôi mạt vậy. Sập à? Atomat đi. Atomat. À, sập quả tải. Chắc anh bật điều hòa này rung linh tinh à. Thì đó, thì mà hình cùng trong điện nữa mà. Điều hòa điện riêng à? Cái rửa ra mà sập được. Ảt chứ ở trong phòng luôn. Đấy, ảt cho cảnh nhà, tòa nhà thì mới sập chứ. Hai trăm hai. Một kiểu này. Cái này xài điện 2 cho máy tính. Em lấy cái cục 220 nối vô nè. Biết cục nối không? Anh biết. Một kiểu nè. Em đem cục này theo nè. Ba kiểu, bốn kiểu. Sợ đang chơi sập lắm. Ơi nó đây anh ơi. Súng rồi. Mất anh chị nhỏ vậy ta. Nó một viên sắt. Nó yếu lắm rồi đấy. Nghe nó quyền 94 chứ không nó chết rồi. Khó người hình như khó người á. Nó trong nghe nha. Nó yếu rồi đấy. Không có máu đâu. Đó rồi. Nó vô. Ah.
chùm FPP ngồi đây. Này. Được là sao? Fuck. Không chứ. Anh lên chỗ nào đây? Sau ấy, anh ra qua lại sau ấy. Lên lên. Bán gà đấy. Chiên lùi là ngon rồi. Sai quá. Chưa 600 viên 1 năm nè. Thấy không? Rồi. Bắn SK đâu, đưa em vào 16 đi. À, tay cầm. Đang kiếm, đèn xanh, thuốc đèn xanh bắn thôi.
vô được không? Tốt. Con. Trong nhà. Con trong nhà. Núp vô. Máu nước gì không? Hết luôn rồi hả? Em nghe tiếng chân trong nhà chứ. Nè, 5 phết đây nè. Lấy chứ. Em lấy 2 phết đó. Nè, vậy thôi anh nấu này vàng đi. Mất xanh nha. Vàng dưới chân. Còn giáp 2 còn nữa. Nét nào không lấy hả? Chưa gì còn 36 xác, 39 xác. Có xe kìa, đi. Để em ngồi sao cũng được. Anh đi đi, anh ngồi chơi. Ghê quá, ấy game on nữa. Thằng hồi nãy giết chuẩn trước nữa.
nó đổi qua FPP giống mình. Nhớ tên này mà. Hồi nãy chiến anh chiến trước nè. Đang chạy mà bắn chín hết luôn. Dũng một chén. Gì? Chén đi đâu? Bên kia có cái tầm mà lắc lắm. Bên tuổi G4 mẹ em mời celery có cái tầm này. Edit này lại có thằng Long nữa kìa. Ờ xiên lắm anh. Thì mình chai hạt quá. Nãy mà 16 em tép 4 viên người mà nó không chết. Em sấy luôn cho rồi. À, anh còn có gậy xí không để em con tán vô. Đà cực nhìn. Không, ngươi thôi đừng nhìn mặt nha. Tắt đen đi nha, tránh cũng như nha ngọi chứ. Thì thà đưa mặt xinh đi. Còn có hứng. Lạp nai cho y mai rung. Bắn toàn bị chết lẻ không à. Khó chịu quá. Ấn phải đi chung kìa. Vô đây nè. Em đâu được đi đâu. Mới đi biển về bữa. Qua chở em đi đi. Em ở gần Bèo Le á. Trung tâm của người Việt Nam. Bên kia có lẽ không phải đi đảo pho mà hay anh thấy hay. Bên kia kiểu chín để là đảo pho đi anh. Hả? Tâm cơ anh thấy khéo mô mới đi chín nào chó chứ cân chứ mì. Mất tiền hay? Hấp dẫn. Xong kia đi. Gọi là làm hơi. Ở bên Mỹ thật là thích. Làm gì? Cuộc sống này lắm bôn chèn. Vài kích cho chín thả mày lên nếu không chịu được rồi nên chết tay để gì. Em bị ngay con mẹ rồi. Để một lúc nào đấy có thằng nào nó thích em thích nó vãi lơ luôn. Đó, có trận đấu kiếm xảy ra. Vừa thì vẫn thua em, quen được. Bữa đâu dần đi ăn kém, bữa hai đi nhà nghỉ luôn. Đẳng cấp. Một kiếu, hai kiếu, ba kiếu. Đây rồi, hai ngày kém. Luôn. Ôi em tưởng địch. Có địch nha. Chạy trước rồi, em có súng rồi. Nó tầng 2 kìa.
Nó đâu rồi? Chết rồi. Hai thằng cơ mà. Em á. Hai cái người, cái gì? Này có xe bơ xí mà mơ anh tôi cũng ở Nam không ở Sài Gòn à? Ừ, thế nói chuyện gì tưởng ở Hà Nội ra Dũng giận thì dân thì cần đi Hưng. No. Con chó này. Từ từ ông số 4 từ từ lại để tôi giết nó.